Sau một thời gian dài rời xa showbiz, mới đây nữ diễn viên Diệu Thúy đã đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh về nơi làm việc mới của mình. Theo thông tin được chia sẻ, cô đã gia nhập hãng hàng không mới mở tại Việt Nam và trở thành một trong những nữ phi công đầu tiên của hãng này. Dự kiến hãng sẽ có chuyến bay đầu tiên vào ngày 29 tháng 12. Hiện tại, nữ diễn viên đang trong quá trình huấn luyện tại châu Âu để sớm phục vụ cho nhu cầu của hãng.